Hello, xin chào tất cả anh em bà con nha. Em tắt con phay thức quang từ đám SI của Đài Loan Big Small. Chiều rồi, bỏ đó chiều ở trên rồi. Chiều đó. Nhanh nhanh chậm bên kia phải không? Nhanh nhanh chậm ở dưới rồi không? Dưới rồi. Này quá nhanh rồi. Đảo chiều ngược. Như cái tay gạt bên kia kìa. Cái tay bên kia kìa. Đó, ở như cái tay đó. Lên đây đó, lên trầm nữa rồi thôi biết qua bằng trên số đường nhảy cái này không biết xài nha anh em, anh em nào biết xài thì xử lý nha, số vẫn nhảy bình thường nha. Mới sử dụng nha anh em. Bẻ gốc ra vô tủ điện đẹp nè, tiền 380 nha, 4 thẻ nha, còn thức quang thì 220V mình nha, một pha nha, ngang băng 1m3, hơi tối anh em thông cảm nha. Này ngọt ngào, giá ra đi 25 triệu nha anh em. Giá không bớt nha. Anh em nào cần thì alo gấp nha. Rồi, kết thúc video. Xin chào tạm biệt anh em.